Tỉnh giấc mê tình, ái dục hóa thành sen vàng. Trong tác phẩm Tôn Đà Lợi Nang Đà của Ngài Bồ Tát Mã Minh đã kể lại câu chuyện tình yêu giữa Nang Đà, người em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, và người vợ xinh đẹp mới cưới Tôn Đà Lợi. Họ thương yêu nhau say đắm, không đành lòng rời xa nhau nửa bước. Vào một hôm, biết đã đến thời kỳ Nang Đà được độ, Đức Phật đã đắp y, trì bát, đi đến cung điện Nang Đà để khất thực, và sau đó đã bảo Nang Đà nên xuất gia học đạo cầu giải thoát. Ban đầu Nang Đà không chấp nhận, nhưng sau vì kính nể Đức Thế Tôn nên đã đồng ý cạo tóc xuất gia. Tuy nhiên, trong lòng Nang Đà vẫn còn ái luyến, thương tưởng đến người vợ đang chờ ở nhà. Một hôm trong lúc Đức Phật đi khất thực, Nang Đà ở tịnh xá, tự mình than vãn và muốn trút bỏ y áo để quay về bên người vợ xinh đẹp. Mặc cho bao nhiêu lời khuyên răn của sư huynh, nhưng Nang Đà vẫn hướng về dục lạc gia đình. Đức Phật hiểu rõ tâm trí của Nang Đà vẫn đang bị ám ảnh bởi người vợ đẹp, nên Ngài đã liền nắm tay Nang Đà bay lên không trung. Đi ngang qua dãy Hy Mã Lạp Sơn, thấy có một con khỉ cái với khuôn mặt méo mó, da thịt nhăn nheo. Đức Phật bảo A Nan, hãy nhìn kỹ và so sánh giữa con khỉ và nàng Tôn Đà Lợi. Không chần chừ suy nghĩ gì cả, Nang Đà đã liền mỉm cười đáp rằng: có gì phải so sánh giữa con khỉ và người đàn bà tuyệt mỹ của con, thưa Đức Phật. Đức Phật lặng thinh và cảm thấy thương cho Nang Đà, vì không hiểu rõ thân người bất tịnh lại bị lý vô thường phá hủy, tạo thành sanh diệt huyễn ảo của kiếp người và vạn vật trên đời này. Rồi Đức Phật tiếp tục nắm tay Nang Đà bay đến khu vườn thần tiên của thần Indra. Nơi đây cảnh trí tuyệt đẹp, Nang Đà ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp của các nàng tiên nữ. Hiểu được Nang Đà đang bừng bừng dục vọng với các nàng tiên nữ, lòng luyến ái với vợ nhà không còn, Đức Phật với ý định dùng ái dục để trị ái dục nên đã hỏi Nang Đà: ông thấy thế nào về vẻ đẹp của các nàng tiên nữ so với nàng Tôn Đà Lợi, và vẻ đẹp của nàng Tôn Đà Lợi cùng với con khỉ cái già, lông lá rụng hết, da thịt nhăn nheo kia? Bạch Thế Tôn, cả hai không khác gì nhau. Vẻ đẹp của nàng Tôn Đà Lợi so với các tiên nữ ở đây, cũng như con khỉ đột già kia so với vẻ đẹp của nàng Tôn Đà Lợi. Bạch Đức Thế Tôn, con muốn quên đi cõi trần thế để được ở luôn nơi đây, cúi xin Đức Thế Tôn từ bi thương xót cho con được toại nguyện ở lại nơi đây. Đức Phật bảo Nang Đà, hãy đến hỏi các tiên nữ. Và các nàng tiên nữ đáp: muốn ở lại đây phải là người ở cõi trần, đã có tâm trì trai giới hạnh tu hành, biết làm nhiều việc phước thiện, lòng đã dứt tình ái ân. Nang Đà hỏi: nhưng sao ở đây không thấy người nam nào hết, thưa các cô? Chị em chúng tôi đang chờ mong ông Nang Đà. Em của Đức Phật đang ở cõi trần, biết phát tâm tinh tấn, trì trai giới hạnh tu hành. Khi công đức đầy đủ sẽ sanh lên đây làm chủ nhân. Ông sống cùng với chị em chúng tôi hưởng thú vui hạnh phúc. Nang Đà mừng quá reo lên: Nang Đà chính là tôi đây. Các tiên nữ đáp: nhưng bây giờ chưa phải lúc được ở chốn này, vì Nang Đà còn kém tu, phước duyên chưa đủ, tuy xuất gia mà tâm chưa vào đạo. Nghe thế, Nang Đà thất vọng não nề. Sau đó Đức Phật lại dẫn Nang Đà xuống cảnh giới địa ngục. Đến một nơi thấy vạt dầu sôi sùng sục mà không có tội nhân, ba con quỷ đầu trâu mặt ngựa cầm chĩa ba mắt to lờm lờm,
gầm gừ trong tư thế sẵn sàng đâm tỏi nhân ném vào vạc dầu sôi. Thấy vậy, Nang Đà bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nãy giờ con thấy địa ngục nào cũng chật ních tội nhân bị hành hạ, nhưng sao vạc dầu sôi này lại không có người? Đức Phật bảo Nang Đà: Ông nên đến hỏi quỷ chủ ngục. Nang Đà vừa bước đến, ba quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa, há miệng như máu, răng tóc tua tủa như chông sắt, đồng thanh đáp: Nơi đây chưa có tội nhân là vì chờ Nang Đà, em của Phật không chịu giữ giới tinh tấn tu hành, chết sẽ đọa vào đây. Vừa nghe, Nang Đà hoảng hốt rú lên thất thanh, hồn bay phách tán, toát mồ hôi dầm dề, quỳ lại Phật cầu xin mau mau dẫn ra khỏi nơi khủng khiếp này. Sau khi Đức Phật dùng thần thông đưa ông Nang Đà trở lại cõi thế gian, ông hoàn hồn hồi tưởng lại những cảnh hải hùng vừa đã chứng kiến và thành tâm nghe lời khuyên của Phật, dứt bỏ vọng tâm danh lợi ái ân, dốc chí theo Phật một lòng tinh tấn chuyên tâm tu hành. Chẳng bao lâu ông chứng đắc quả vị A-la-hán. Lời bàn: Trong Tương Ưng Bộ Kinh, chương Tương Ưng Vô Thủy, phẩm cha và mẹ, Đức Phật đã dạy rằng: Từ vô thủy luân hồi, này các tỳ kheo, không dễ gì tìm được chúng sanh trong thế gian này lại không lần nào làm cha làm mẹ. Vậy mới thấy rằng, tham ái là gốc rễ dẫn dắt trôi nổi trong sinh tử luân hồi. Khi chấp nhận tham ái là phải chấp nhận luân hồi sinh tử bất tận triền miên. Lòng tham lớn nhất của đời người là sự khát ái trong tình yêu. Chẳng bao giờ dục vọng được thỏa mãn, càng đáp ứng thì lòng tham càng lớn và sự thống khổ càng tăng trưởng. Thấy được sự nguy hại của dục vọng và đã đến thời kỳ để tế độ, nên Đức Phật đã dẫn dắt Nang Đà đi xuất gia. Theo bạn nghĩ, Đức Phật có đáng trách không khi chia cắt hạnh phúc gia đình của một cặp đôi vừa mới cưới? Một bậc đã giác ngộ hoàn toàn, thấu rõ những điều cần nên làm, Đức Phật không đơn thuần ngẫu nhiên làm những điều vô lý. Đức Phật quyết định dẫn Nang Đà xuất gia khi vừa mới cưới được người vợ đẹp, vì Ngài biết Nang Đà đang đủ điều kiện để tế độ. Khi Nang Đà chưa phải chịu trách nhiệm nặng nề với gia đình, vẫn chưa có con, người vợ vẫn còn ở tuổi xuân xanh để có nhiều lựa chọn. Sự luyến ái của Nang Đà còn có thể được chuyển hóa khi chưa quá sâu nặng. Căn cơ của Nang Đà có thể hóa độ khi nhân duyên đã chín mùi. Đức Phật là một bậc đã giác ngộ, nên Ngài có khả năng dẫn dắt Nang Đà cùng giác ngộ. Và đặc biệt, hạnh phúc xuất thế gian có giá trị đáng quý vô cùng tận so với hạnh phúc thế gian. Vậy còn nàng Tôn Đà Lợi, nếu bạn là nàng, bạn sẽ làm gì khi người bạn thương yêu bỏ đi xuất gia như Nang Đà? Liệu bạn có trách hờn, có buồn tủi người đã rời bỏ bạn và người dẫn dắt người thương bạn đi hay không? Với nàng Tôn Đà Lợi, nàng rất đau khổ vì sự ra đi của chồng, luôn phải sống vằn vặt trong sự suy tư và nghĩ ngợi. Đôi lúc nàng nghi ngờ chồng thay lòng đổi dạ, trách móc Nang Đà không giữ lời hứa, rồi khóc lóc, rên rỉ, gương mặt thì buồn đau rũ rượi vì thương nhớ. Nỗi buồn của nàng Tôn Đà Lợi cũng chính là nỗi buồn của công chúa Gia Du Đà La khi Thái tử Tất Đạt Đa quyết lòng ra đi tìm cầu giải thoát. Và đó cũng chính là nỗi buồn của những người cha, người mẹ, người vợ khi con mình, chồng mình đi xuất gia. Tuy nhiên, dù đau buồn đến tận tâm can vì chồng đã bỏ đi xuất gia, nhưng nàng Tôn Đà Lợi đã âm thầm đồng ý để chồng tu học khi không dám đến gặp, không dám khuyên chồng quay về, mà chỉ ở khuê phòng tự mình cắn răng chịu đựng khổ đau. Đây chính là tình yêu cao cả người vợ dành cho người bạn đời. Cũng giống như những người cha, người mẹ, dù rất thương nhớ con, nhưng vẫn âm thầm hy sinh
Chịu đựng sự đau buồn thương nhớ, họ phải nuốt ngược nước mắt vào trong để người họ thương yêu yên tâm bước trên con đường đã chọn. Sự thương yêu đích thực là coi hạnh phúc người mình thương là hạnh phúc của mình. Thậm chí, đôi khi phải chấp nhận hy sinh, đặt hạnh phúc của người mình thương lên trên hạnh phúc của bản thân mình. Còn điều gì quý giá hơn sự hy sinh cao thượng và đáng trân trọng này? Chỉ khi có tình thương vô cùng tận dành cho người mình thương, bạn mới có thể làm được điều này. Đặc biệt hơn hết, với sự tham đắm danh lợi, đam mê ái dục của nàng đà đã cho ta thấy được bản chất của tình yêu là thế nào. Thân xác không phải là nhu cầu đầu tiên của tình yêu. Ngược lại, tình yêu đến từ sự đồng điệu trong tâm tư, tình cảm và sự chia sẻ đồng cam cộng khổ của suốt một kiếp người. Ở đây, bằng tình thương có vẻ chân thành và nồng nhiệt, nhưng nàng đà trong chốc lát đã gọi vợ mình như một thiên thần, thì cũng chính ông đã gọi mình là con khỉ già khi thấy các nàng tiên nữ xinh đẹp ở cõi trời. Nếu bạn là Tôn Đà Lợi thì có còn tiếc nuối đau buồn khi người chồng bạn thương nói như thế hay không? Và tình yêu mà bạn nghĩ là chân thật sẽ ở đâu trong trường hợp này? Thực chất, tình yêu ở đây chỉ là đi tìm sự đáp ứng nhu cầu của bản thân, và mọi sự đáp ứng luôn dẫn đến sự chán chường. Tột cùng của sự thỏa mãn là bất mãn, tột cùng của hạnh phúc là khổ đau. Ngài Nang Đà là người đại diện đặc tính của thế giới ngũ dục, và nó đang nằm trong mỗi chúng ta, vì chúng ta đang sống ở thế giới đầy dục vọng. Nhưng Ngài Nang Đà cũng chính là đại diện cho người biết chuyển hóa khổ đau thành điều giác ngộ. Muốn sen nở thì phải có bùn nhơ, giác ngộ không đâu khác ngoài chính cơn mê, và hạnh phúc đích thực không đâu khác ngoài nhìn sâu vào trong đau khổ. Vậy nên, giải thoát là tự do trong ràng buộc, niết bàn là tự tại giữa khổ đau, giác ngộ là tỉnh thức giữa mê mờ, bình yên là bất động giữa dông tố, và thanh tịnh là vô nhiễm giữa bùn nhơ. Đất mẹ này là minh chứng cho sự màu nhiệm của sự sống. Đó là dưới bùn nhơ, hoa sen tinh khiết tỏa hương thơm. Cuộc đời mỗi con người chúng ta, điều màu nhiệm nhất chính là chuyển hóa được vô minh thành đóa sen vàng giác ngộ.